Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xóa được cái mật khẩu đăng nhập ở trên chiếc máy tính của các bạn ha. Video này mình sẽ hướng dẫn ở trên giao diện Win 10 nha các bạn. Thì để xóa được cái mật khẩu đăng nhập, các bạn hãy vào Control Banner cho mình. Các bạn vào User Account. Các bạn vào cái dòng đầu tiên này. Các bạn vào Sign In Option. Các bạn nhấn vào Changer để xóa mật khẩu ha. Hoặc hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nữa để nếu mà bạn nào á không có cái phần Control Banner ở ngoài màn hình này á, các bạn cũng có thể vào và xóa được mật khẩu ha. Thì ngoài cái cách vào Control Banner thì các bạn hãy vào cái phần cửa sổ Windows này. Các bạn vào cái chữ Setting này. Các bạn vào cái chữ Account này. Rồi các bạn xuống cái phần Sign In Option này. Đó, thì nó cũng ra được cái giao diện để chúng ta có thể thay đổi hoặc là xóa mật khẩu ha. Mà không cần vào Control Banner. Thì các bạn hãy nhấn vào Changer này. Ở cái cửa sổ này các bạn hãy nhập cái mật khẩu hiện tại của các bạn ha. Ví dụ đây mình sẽ nhập cái mật khẩu hiện tại của mình. DragonBC. Các bạn có thể nhấn vào hình con mắt này nhá. Để kiểm tra coi là mật khẩu chúng ta ghi đã đúng chưa. Rồi đúng rồi. Tiếp theo các bạn hãy nhấn Next ha. Thì ở cái cửa sổ này á, các bạn muốn xóa mật khẩu, có nghĩa là khi các bạn mở máy á, nó không cần mật khẩu để mà đăng nhập nữa, thì các bạn hãy để trống cho mình ba cái phần này nhé. Còn bạn nào mà muốn thay đổi thì các bạn hãy nhập mật khẩu mới vào đây ha. Như giờ mình muốn bỏ mật khẩu đi thì mình sẽ để trống, sau đó mình nhấn Next này. Rồi mình nhấn Finish này. Rồi như vậy là password của mình đã được xóa đi ha. Nó không còn nữa, thì ở đây nó sẽ hiện ra chữ Add này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy tắt nó đi thôi. Và các bạn thử khởi động lại máy nhá. Thì ở lần mở máy tiếp theo này, nó sẽ vào thẳng Windows và không cần các bạn nhập mật khẩu nữa ha. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.